Nhận thấy giới trẻ ngày nay ít mặn mà với những sản phẩm truyền thống, ông Lê Minh, 69 tuổi, ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã tự mày mò và sáng tạo được hơn 40 sản phẩm từ lá dừa như cào cào, bươm bướm, con công, gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Gần 10 năm nay, ông rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để bán những món đồ chơi dân gian này. Ngã tư Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, quận 3 là nơi bày hàng quen thuộc của ông. Rồi tôi đi bán vậy á, là gia đình á thì cũng phản đối đó, nói là nhất là mấy đứa con nói là trời ba ra ngoài đường ngồi vậy á nắng nôi rồi xe cộ này kia bệnh chết, nói không sao, đây là ba làm với tinh thần đó thì nó còn khỏe hơn nữa đó, nó vui. Vì chỉ cần á là ba ra ngoài ngồi bao bán vậy á thì mọi người đi qua lại á, người ta đậu đường xe lên đỡ, người ta khen ồ đây là ông này cũng làm đẹp quá, là tự nhiên mình tự hào, mình cảm thấy là mình thích rồi, đó là cái liều thuốc bổ của mình. Nguyên liệu chính để làm nên những con vật sinh động tinh tế này là lá dừa, nhưng phải là lá dừa nước đặc trưng của miền Tây, vì thời gian bảo quản sẽ lâu hơn, có thể đến vài năm. Ngoài ra, còn có các dụng cụ tạo hình khác như kéo, kẹp, kim bấm và các loại chuỗi để trang trí. Giá bán mỗi sản phẩm, dù là kỳ công hay đơn giản, cũng chỉ 20.000 đồng. 20.000 thì chị thấy là vừa phải. Đầu tiên là mua cho bé chơi, rồi sau đó thấy cũng dễ thương mà mình bảo quản luôn. À, nó mang tính nghệ thuật dân gian, với lại là cũng muốn cho bé hiểu là mình có thể dùng những vật liệu rất là đơn giản nhưng mà có thể tạo được những cái con mực rất là dễ thương. Gần 40 năm gắn bó với nghề, ông Minh có rất nhiều khách hàng thân thiết và những kỷ niệm đáng nhớ. Năm rồi nè, bệnh viện Di Đồng 1 á, nhà tài trợ á, đặt chú làm 200 con tới đó để phát cho mấy đứa trẻ đó, ở bệnh viện. Đứa này nó nhìn thấy đứa kia có cái nó kêu mẹ đi ra xin cho con đi, mua cho con đi. Cái ra thì hết rồi, bắt đầu khóc quá trời luôn, 5-7 đứa khóc. Rồi chú phải lấy những cái lá này chú thắt thêm, mà cũng chưa đủ nữa, tay quá đông luôn. Đó trời, mình vui mà mình thấy tội nghiệp cho mấy cháu. Ai mà muốn học về cái bộ môn này á thì tôi sẽ chỉ, mà mình chỉ tính cách là trường nghề thôi chứ không có lấy tiền miễn phí. Ông Minh xem công việc này như một niềm vui lúc tuổi già. Mỗi ngày ông chỉ bày hàng khoảng 3 tiếng, 11 giờ ông thu dọn và trở về nhà với những kỷ niệm thời còn làm họa sĩ và những tác phẩm ông vô cùng trân quý. Nhiều lúc ảnh thì bán về đó cái mấy cái con mẫu rồi đó. Cái niềm mà cho cháu con này cho mấy đứa này nó khoái lắm. Ngoài những bức tranh tự vẽ, ông Minh còn có một cuốn album lưu giữ hơn 40 mẫu sản phẩm, nhiều loại cổng cưới làm từ lá dừa và một khu trưng bày các sản phẩm được làm gần 10 năm qua. Tất cả được ông cất giữ tại một góc riêng trong nhà bằng cả sự tự hào và niềm trân trọng.